bạn đó. Tôi đâu có. À, bác đã làm cái nghề hái me bán này được bao nhiêu lâu rồi? Lâu rồi, mấy chục năm rồi. Mà không có nhà ở hả? Ở nhà là ở dưới quê rồi. Ở quê ở đâu lần bác? Quê ở miền Tây. Cứ lên đây là 5-7 tháng, năm thì về một lần. Đó, xe có ông bạn này nè. Dạ. Đồng nào đẹp, đẹp lão nha. 5-7 tháng lên đây rồi lại về dưới quê. Đúng rồi. Ủa chứ bác ở dưới quê là con gái đâu? À, có một đứa con gái thôi. Dạ. Là nó năm nay nó gần 40 tuổi rồi, có gia đình rồi. Có gia đình mà cũng hoàn cảnh chắc cũng khó khăn ha bác? Đúng rồi, hai vợ chồng nó làm công nhân phải không? Mà có mấy đứa con rồi. Dạ. Thì ra tụi nó cũng khổ. Dạ. Giờ sao nó giúp mình được, thấy không? Nhưng mà bác lớn tuổi rồi thì vẫn chèo hái men. Đúng rồi. Đó, leo me này mà nuôi cho nó tới lớn rồi, tới có gia đình luôn á. Dạ. Có đứa con gái thôi à, chứ không có được. Rồi bây giờ chị đi làm nghề gì bác? Công nhân. Công nhân hả? Dạ. Rồi bác có mấy người cháu rồi? À, hai đứa. Rồi bác mỗi ngày bán như thế này được bao nhiêu tiền? À, vô chừng con, có bữa là được trăm mấy cũng có khi 200 cũng có khi có mấy chục cũng có. Nhưng mà đa số đã cho ăn uống rồi. Ít có tốt, cứ 5-7 tháng, 1 năm vậy á, về quê 1 lần. Đó, rồi lần thì... tối bác ngủ ở đâu? À, ngủ giờ là ngủ ở quen, ngủ ở nhà tập thể á, ngày là 30 ngàn. Ngày 30 ngàn hả? Tắm giặt ở đó luôn? Đúng rồi, tắm giặt, dạ. Ăn ngủ đồ đó. Khi mà mình làm thì làm, cái ngày chiều về đóng cho 30. Dạ. Kiểu như nguyên cái phòng bự lắm, tập thể đó. Dạ. Mà có mấy người, người ta ở quần chung, quần quế vô, người ta đi bán đậu, bán đủ đủ thứ, người ta cũng ở giống như vậy đó. Thường là mấy cô Quảng Hải cổ đi đó, bán đó, bánh tráng, rồi đó. Bán đậu phộng rồi đó. Đó, cứ người ngày 30 rồi đó. Dạ. Con thấy ở dưới Bến Tre thì người ta cũng mưu sinh bằng cái bán dừa này kia nhiều mà sao bác không... Cứ đó là... Như... Ta biết nói là tiếng Tây, tiếng Tàu đồ, ủa nó bán nữa. Không, đâu có biết cái gì. Dạ. Chữ nghĩa còn không rành nữa. Dạ. Con cũng hay đi ngang đây, con thấy bác ngồi ở đây bán miết hôm nay. Mấy bữa con cũng coi ở trên mạng á thì thấy nhiều khi lâu lâu vậy là cũng có người ta tới cũng giúp đỡ cho không. Dạ. À mà bác tên gì? Mình Thới. Cái gì Thới ạ? À? Nguyễn Văn Thới. Nguyễn Văn Thới, năm nay bác bao nhiêu tuổi? À 69 rồi. Dạ. Còn một tuổi nữa là được 70 á. Rồi vào buổi nào thì bác chèo hái me? À, 4 giờ sáng. 4 giờ sáng hả? À, tới 6 giờ sáng là có mặt ở đây rồi đó. Là dạ. Dọn me bán rồi đó. Dạ. Biểu 2 tiếng rồi. Nhưng mà bác cũng chèo hái me cũng lâu năm rồi nhưng mà không có ai mà ngăn cản hay nói gì bác hả? Không, không. Cái này là của nhà nước mà nó là mấy cái người có. Nhưng mà họ cũng biết hoàn cảnh của bác đúng phải rồi, không? Đúng rồi. Con đưa bác lên để người ta biết nhiều, người ta đúng ủng rồi. Hộ dạ. Dù là nhiều nơi họ cũng quay clip về bác rồi. Đó cũng có mấy cô gái nè đó, cứ lâu lâu cứ mấy cổ làm cho mấy tấm bảng rồi đem ra cho đó. Dạ. Mấy cô sinh viên nào đó. Ủa hồi trẻ thì bác làm nghề gì để kiếm sống? Hồi xưa là đi lính. À đi lính, dạ. Anh chị em ở quê thì sao bác? Không, giờ không còn nữa, còn có hai anh em thôi à. Còn em mà gần 60 tuổi mà không có làm gì được đâu con ơi. Dạ. Nó đứng tới luôn quần là nó bị chất độc hồng da cam mà. À. Nhưng mà được cái là nó không có khùng. Dạ. Nó biết nấu ăn cái gì đó, nó để ông kiểu nuôi nó thôi đó. Dạ. Ủa vậy là bác là làm cái này để nuôi người em ở quê đó, nữa? Nó ở nhà là đốt nhang cho ông già bà già. Dạ. Chứ không có ai hết á, cứ 5-7 tháng này về là đó là chỉ lo cho mình nó thôi. Nghĩa là chú đó là ở dưới quê là nói chung là lo hương khói cho ông bà. Đúng rồi. Rồi giữ gìn nhà rồi cửa. Còn bác lên đây là đi làm như thế này để kiếm tiền. Đúng rồi, về là hai anh em sống với nhau đó. Dạ. Nó gần 60 tuổi đứng tới luôn quần mà nổi nó làm được gì. Nhưng mà tháng nhà nước cho nó được 400. Dạ. Coi như ngày là được rồi, chưa tới 15 ngàn. Tôi tính đi là lấy gì ăn. Dạ đúng rồi. Ngày có mười mấy ngàn. Dạ. Như vậy là tới chắc là tới Tết là bác về đi đó hả? Tết là bắt buộc phải về rồi, rồi có hai anh em rồi bỏ nó dưới sao được. Dạ. Không về ở tới ra Tết rồi lên. Dạ. Rồi Tết thì có ai chăm lo cho gia đình cho hai bác không? Không.
ai đâu mà lo. Nói chung là hôm nay con cũng biết bác rồi, thì có gì Tết con sẽ, nếu mà huy động được bạn bè sẽ giúp đỡ rồi sẽ tặng quà cho bác. Dạ. Cảm ơn con đó. Dạ. Thì nói chung là xã hội thì cũng quan tâm đến những hoàn cảnh nghèo như bác như thế này. Bao nhiêu chùm me như vậy? Thì ngày bẻ là nhiều quá, bẻ 20-30 chùm lên để mình bán mà. Như vậy là me ở đây là lúc nào cũng có hả bác? À, quanh năm luôn. Còn có me dốt nữa hả? Con bữa nay hết à, biết sao không? Sáng này trời cái me này là sáng này trời là không có leo, sáng là có mới dốt bán hết rồi. Dạ. Còn cái này nó còn hơi cứng nè, nó dốt như vậy nè, là đó là mình bán hết lộn rồi con. Dạ. Cái này chấm muối ăn. À, có muối ớt đầy đủ hết. Cho con xin bịch muối luôn. Có à, mai, ngày mai là con ghé là có me ngọt luôn, ngon lắm. À, có me ngọt. À. Có me ngọt là bác lấy đâu bán đây? Cũng ở đây luôn. Còn ông bẻ là me ngọt, đang ta nhiều luôn á, ngon lắm. Tại vì bữa nay con không có bẻ, me này là me ngàn qua nè, bán không hết á. Có me ngọt đồ đầy đủ hết á. Me ngọt giống như là me Thái phải không? Trời ơi, nó ngon hơn me Thái đó, tại vì me Thái ngọt ngay thì không ngon. Còn này nó ngọt mà có vị chua, nó không ngon lắm. Ngày mai mà không có ghé thì có, tại sáng này ông không có leo. Biết làm sao không? Sáng sớm mới có 3-4 giờ sáng là ông mưa rồi. À, mưa bão. Làm sao leo được. Dạ. Mưa quá mình không có bẻ mà chín được. Thì nhưng mà con quá. Hỏi, dạ, con hỏi bác nè. Ở đây chắc là bác hiểu từng cây me một phải không? Đúng rồi. Cây me nó chua hay nó ngọt như thế nào là bác biết. Cây nào mình cũng đã lên qua nó hết rồi. Dạ. Mình biết hết. Không có cây nào mà chưa lên hết. Vậy thì bác đã gắn bó với lại đường phố và những cái hàng me như thế này thì bác có cái gửi gắm gì không? Như là về cây xanh của thành phố á. Về gìn giữ cây xanh của thành phố á. Đúng rồi, leo mình người ta cũng biết hả, mình leo phải kỹ càng chứ đâu có ấy, chứ cuộc sống mình cứ nhờ nó không mà con, phải không? Dạ. Đâu có phá hết nữa được. Bác những hàng me như thế này là phải biết bao nhiêu năm rồi bác anh? À, lâu lắm rồi con ơi. Từ trước 7 năm không bác? À. Con thấy cây me này nó cũng nhỏ mà. Đâu có. Giờ mấy cây nhỏ là tới người ta mới trồng lại đó. Vì nó lão quá rồi, cái là dạ. Mà nhà nước đó, người ta chưa bỏ nó đi. Dạ. Bắt đầu nó mới đem cây khác lên ta trồng. Thấy không? Chứ còn lại cây giặt cũng du rồi á. Coi cây nào cũng thấy cũng như cái này. Vậy nó lão rồi đó con. Từ trước giải phóng đó ta. Nó lão, nó già quá rồi. Dạ. Thành ra cái là nhà nước không có bỏ nó đi. Dạ. Không có trồng là cái me khác rồi. Có sẵn lắm, cây của người ta chứ sẵn đó, cây mà đem lại là bự sẵn như cây đó luôn á, hay lắm. À, bác ở đây có mấy tiếng đường bác hái me? Nhiều lắm, đường nào cũng có me á. Bác kể giùm con thử. Trời ơi, nói sao mà hết nổ, ở bên Tự Đức nè, Phùng Khắc Quang nè, không? Đường Tự Đức bây giờ là đường gì bác? Hả? Phùng Khắc Quang. À, Phùng Khắc Quang. À, giờ ở bà huyện Thanh Quang. Dạ. Ở quận nhất mình nhiều lắm, quận nhất mà nè. Là Nguyễn là, Du. Cái này là Lý Tự Trọng nè. À, rồi Lý Nguyễn Trọng, Du. Nguyễn Du. Thấy không? Hai Bà Trưng. Đường nào cũng có me hết á. Bác có đi xa hơn nữa không? Trời ơi, đi xa hơn nữa chứ. Rồi mỗi lần đi tới những đường đó thì bác đi bằng gì? Không có mình đi... giờ đi bảy thì cứ đi tầm tàm vậy á. Dạ, bác cứ đi bộ vậy đó. Quen rồi. Cái xe của chú kia là... À, của ông bạn. Chú biết ổng hôm nay cũng 7-8 tháng rồi đó. À. Mà không biết là ổng chở đồ gì chứ. Ổng là người cô gia cư luôn hả bác? Ổng là lập lớn lắm đó con ơi. Bộ đội đó, lập lớn lắm đó. Ổng cũng có gia đình ở đây á. Nhưng mà sao ổng lại chở đồ đi vậy? Ờ. Ổng nói ở nhà con cháu ổng mà thì cái mấy đứa kia á. Nó không cho ổng vô nhà, phải không? Ổng vô nhà là ổng đánh ổng á. À, chú đó có giúp gì cho bác không? Bởi chứ bạn bè ổng cũng thấy không biết ông lâu lâu ông thấy bạn bè ổng lợi á. Rủ ông đi tiệm đi đồ thì ở đây là ông coi chừng xe cho ổng. Dạ. Ngày cũng hay ha bác. Có những người bạn ở trên đường phố nói chung là trò chuyện với tâm sự cũng đỡ buồn. Bạn già. Dạ. Nhưng mà
chú có cảm thấy có những lúc nào mà nó mình cảm thấy là buồn và bế tắc quá không chú? Chú cũng quen rồi con ơi, chú cũng là chú mới suy nghĩ vậy nha. Dạ. Buổi sáng thì chú biết mẹ mấy cái me xuống rồi ngầu bán vậy thôi à. Dạ. Rồi tới chiều chứ không có suy nghĩ. Không có nghĩ nổi gì con ơi. Bây giờ mình cũng đâu có nghĩ gì được nữa đâu. Nói vậy thôi rồi con ơi. Dạ. Qua ngày quen rồi. Như vậy là con thấy như bác như thế này thì đôi khi cũng cảm thấy hạnh phúc đó chứ. Mặc dù là cuộc sống nghèo và ít tiền. Lâu lâu cũng có về nghỉ sớm nữa, thì lâu lâu cũng có vài cô rồi tới đó. Rồi mấy cổ nói thôi bữa nay mấy cổ cho đó, mấy cổ nói thôi bữa nay ông về nghỉ sớm bữa đi. Lâu lâu cũng nghỉ về, nghỉ sớm có khi nó bữa có 9 giờ nghỉ rồi. Tại tới cái mấy cổ giúp cho là tiền á. Dạ. Cho mấy trăm cô chính cổ biểu mình về dẹp vô về nghỉ nãy giờ mình thấy không? Đúng rồi. Không nghĩ gì dạ. Quá, ta dạ. Đã cho mình tao biểu mình về nghỉ, em ngầu em bán nữa. Dạ. Thôi cứ dẹp vô nghỉ. Trên đường phố như thế này thì có cái kỷ niệm gì mà bác ghi nhớ và ấn tượng không? Bắt đầu nghĩ gì đâu mà biết. Dạ. Nhớ ấn tượng. Cái cuộc sống gì chứ biết vậy thôi rồi con ơi. Mong sao bẻ được mấy cái me xuống qua bán cho nó đang nữa không bán cho nó mau hết rồi giờ thôi. Cái hồi mà bác đi làm như thế này thì con gái của bác sống ở dưới quê với ai? À, sống ở dưới quê giờ nó đâu có ở chung đâu, nó ở bên chồng nữa mà. Hồi trước á, hồi trước mà bác đi làm như này để nuôi chị ăn học nó chưa có gia đình đó thì nó cũng ngầu rồi bán me cũng rồi bán mè với bác không bể mè cho nó cũng chảy rồi nó bán chứ không đâu có bán đâu bây giờ là không còn ai nữa hết mình phải bán chứ rồi chị đi học mình tới lớp mấy bác đi học mình cũng không có rồi ông đã khổ rồi cũng không có học hành thì nhà cửa không có nữa đâu có ăn học gì đâu nó cũng không có học nữa con ơi có lên đây thời gian nữa đi học ở trường ở Ma Sơ vậy là ở nhà thờ Đức Bà nè. Dạ. Nói thì cái học vô đó thì mình đâu có lớp mấy lớp gì. Rồi chị lấy chồng ở dưới quê hay là ở đây? Lấy chồng ở thành phố. Chồng ở đây à? Tại vì mua bán me nè. Dạ. Thì nói ra nó cũng được gái lắm rồi. Cũng mấy người tới nè, ăn me ghẹo chồng biết rồi. Nó nhìn thấy bác cũng đẹp lão, chắc là chị cũng đẹp gái. Cái nó mới lấy chồng luôn, rồi giờ nó ở bên chồng á, bên chợ lớn nè. Dạ. À vậy là chị cũng ở đây chứ không phải là ở dưới quê. Ở dưới quê còn có hai anh em thôi à, không có ai hết á. Hai là cách đây mười mấy năm rồi. Đưa lên tới Đồng Hòa Tân Hiệp nè. Nghĩa là hồi đó là chú không có nhà, chú ngủ ngoài đường. Đó, trời ơi, chết lắm, tình nhỏn rồi chết đầy nữa luôn á. Rồi họ đưa chú đi vô trung tâm xã hội. Trung tâm xã hội là có gia đình, con hiểu không? Còn không có gia đình thì cũng là trung tâm xã hội. Nhưng mà mình là tấu ngày là mình chỉ biết làm không thôi. Còn có gia đình là người ta được có nhà, có cửa. Có gia đình là họ cho bảo lãnh cho về. Thôi mình làm đã mấy năm trời luôn. Rồng rã chỉnh chết luôn. Chứ ở trong đó tới mấy năm lần hả? Chứ không có ít đâu. Ở gần 4 năm trời đó, mới được về đó. Mà chú không nghĩ cách là về dưới quê để làm gì hả chú? Không còn làm gì được nữa con ơi, giờ đâu có làm gì nữa. Có ruộng, có vườn gì không? Không. Chỉ có căn nhà để ở thôi. Có căn nhà là cái nhà nước người ta thương đó. Người ta cấp cho cái nhà đó là để giữ là đại đoàn kết đó. Dạ. Là cấp cho hai anh em ở đó. Là không có luôn, chỉ có được có cái nhà vậy thôi, không có miếng đất mà trồng một cái cây ăn lấy đâu mà làm gì? Nó là em giờ nó dưới nó đốt nhang trong giờ bà già thôi. Chú đó ở dưới quê là ở một mình, ở mình một, rồi cơm nước là tự lo, tự nấu nướng ăn. Rồi lỡ có đau bệnh gì thì ai giúp? Bà con lối xóm đó nên người ta biết vậy phải không? Rồi có khi nữa quần xã rồi ta cũng mới cho quà rồi cho nó nữa, người ta biết mà.
là trong xóm này là có gia đình vậy vậy người ta biết hết chú bộ. Ở xóm sao tao không biết được, ở xã đó con, phường xã rồi. Mà lâu lâu bác rước chú đó lên đây chơi. À. Con lớn nó thôi, không có lên đây. Vì lên đây không có ai đốt nhang cho ba má đâu, nó biết hết chú bộ. Quần áo tôi ngủ rồi chú bộ. Cùng người hái me chứ không có gì hết, cùng dây đặng leo cây mình bẻ me đầy cái mình thòng xuống. Ờ, đùng người. Chú có đồ gì để bảo hộ không? Không không. Không có gì hết. Leo lên đi. Leo người không hả? À, quen rồi. Ờ, không. Quen rồi. Có lên đi leo me chứ mình sao không biết. Nghĩa là người ta thầu me, người ta làm me hả? Hồi xưa là có nhà thầu chứ. Người ta đi leo me nè, rồi mình gặp nhiều người, người ta mới rủ đi leo me chứ lợi leo me cho nhà thầu nữa. Nhưng mà bây giờ sao không có nhà thầu họ mua nữa? Bây giờ người ta bỏ rồi, không có ăn nữa. Bỏ nghề làm me. Chứ hồi đó có nhà thầu, hồng me chứ ai được việc leo. Leo bắt thấy mồ chứ ai cho leo. À, trước khi mà hái me này là bắt đi đạp xích lô. Bác ơi, đủ ngày hả con ơi, rồi đạp xích lô, chạy xe ôm, đủ thứ hết á. Sao này mới học được cái nghề hái me, mới bỏ luôn á. Vậy là cái cô bán me bên đường Tôn Đức Thắng là vợ của bác? Không phải giống vợ. Me vốn là bác gỡ ra sẵn như thế này. Ký lô mới lọt một bình này đó. Một bình này thì bác bán bao nhiêu tiền? 50 ngàn, tại 1 ký là được không? Còn mình để trái vậy mình bán nó được cả 100 ngàn rồi đó, nhưng mà mình bán không hết á thì chiều giờ mình phải lộn, tại sáng thì ông đã bẻ cái mới rồi. Dạ. Có bữa nay là không có me thôi đó. Cái me này chủ yếu là họ ăn sống hoặc là nấu canh chua. Có bữa nay là không có đi leo nữa nên không có me bán rồi đó. Nó ngầu đây bán mấy cái me cũ mình bán kệ, bán 9 tiền me cũ nhưng mà nó vẫn còn tươi. Tính ra là me sạch đó bác ha. Mình mà mới bẻ nó ngày qua mà chứ đâu phải là cũ gì. Để mình bán mình kiếm tiền là về mình đóng tiền nhà chứ không ra bán. Thấy không? Mình mất cái hụi tiền nhà. Một ngày 30 ngàn vậy là tháng tới 1 triệu lận. Tháng 900 nữa con. Còn tiền nước điện nữa. Không có điện nước gì hết á. Ủa vậy chứ? Chủ người ta đã tính đâu vào đó hết rồi. À họ đã tính điện nước ở trong đó rồi. Mấy người kia ở cũng giống ông, ngày nào cũng người nào cũng 30 hết á. Dạ. Gọi là tập thể mà. Nhưng mà mấy cô đó chắc là cũng biết hoàn cảnh của chú, cũng thương rồi. Cũng quý ha. Biết. Rồi mấy cô đó chắc cũng Tết mới về một lần chứ. Mấy cổ cũng có khi Tết về, có khi mà không có về. Dạ. Thì có người 2-3 năm ta mới về một lần. Họ ở xa, ở đâu miền Trung, Quảng Ngãi, đúng rồi, Nam đúng rồi. Có người ở tới ngoài Hà Nội luôn. Rồi ở chung như vậy thì khi có chuyện gì hay là đâu bệnh gì cũng giúp nhau ha. Đâu? Cái này đúng không?